Mình đã quyết định từ bỏ Minecraft chỉ vì điều này. Nếu các bạn muốn biết đó là điều gì, hãy xem hết video thì sẽ biết nha. Tại vì nếu mà các bạn không xem video thì sao mà biết được ba? Trời ơi, xem hết video thì biết chứ. Tụng chơi này ác rồi nào. Cô ơi, chở em đi đâu vậy cô ơi? Chở em vô shop ạc mua ạc chứ để làm gì vậy? Đúng vậy. Nếu mà đang cần mua ạc Roblox Block Food thì hãy đến với roblox.shop ủng hộ mình một ạc để có tiền cho tôi ăn mì gói qua ngày nha. Mình đã để link shop của mình ở dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Cái gì đây? Đầu tiên là đi hâm chuồng chuồng hả? Ê khoan. Ê sao chuồng chuồng là con Alice Red Steve vậy? Ai mà biết được. Ủa? What the hell? Ủa là sao vậy? Ê sao nhìn nó kinh dị quá anh em ơi, nhìn nó kinh dị lắm luôn á. Nó có cắn không vậy? Ê nó tốt, anh em nó không có cắn. À nó không có cắn. Ê nó cắn thiệt kìa. Trời ơi trời. Gọi gì đây? Steve đi à, đi mai. À Steve đi mai các bạn ơi. Trời ơi Steve nó ngáo lắm anh cái gì vậy? Nó chỉ gì vậy? Lava hả? Lava làm sao? Trời ơi nó giục đồ với lava. Chuyện này bình thường anh em ơi. Đó bình thường. Anh ơi sao mày dùng sắt đi vàng vô? Thằng quỷ. Trời ơi là trời đó, ngu dữ thần ngu vậy luôn hả trời. Steve ơi là Steve. Trời ơi là trời, tôi khổ biệt luôn Steve ơi. Trời ơi. Rồi cái gì Alex Steve chơi với nhau hả? À làm gì? Ủa khoan từ từ, tôi nhớ là cây rìu nó đâu có thể nó có cái như vậy đâu. Sao mà nó kinh dị quá vậy trời. Lần đầu tiên thấy luôn đó anh em ơi. Quái chưởng thiệt sự luôn. Rồi mày tính làm gì tao nữa vậy Alex ơi? Trời đất ơi. À Steve đi ngủ rồi sao? Đặt cái giường. Ê tôi nhớ là cái giường nó đâu có kỳ lạ như này đâu ta. Đây là lâu lắm rồi mình chưa chơi Minecraft sao mình thấy gì lạ quái chưởng luôn anh em ơi. À Steve đang ra chuẩn bị đánh gồng với em Steve. Trời ơi rồi đánh gồng đi xem thử coi thằng này đánh gồng được không nha các bạn. Nghe nói là núp lắm mà không biết là có núp hay là ủa sao tự nhiên ghi. Ê nó từ từ nha. Thôi bây giờ mấy bạn xem tới đây rồi thôi cho tôi xóa luôn may gáp luôn được không? Cái gì? Tôi xem vậy tôi xem không nổi anh em ơi. Trời ơi trời, sao nó có thể bình dương tới cái mức như vậy vậy trời? Không hiểu luôn á. Ê đừng có đi qua Steve ơi, đừng có đi qua bên nội, đừng có đi qua đó. Alo quái cá trướng thiệt cái chứ. Cây đuốc mình nhớ là đâu có đi được đâu ta. Ủa mình nhớ là cây đuốc làm gì mà đi được mà sao? Đồ hiền cái chứ. Quái hiền luôn Steve ơi. À Steve đang làm ruộng anh em ơi. Rồi chặt cà rốt rồi, có một dân làng lại nè. Rồi làm gì dân làng đây? Làm gì vậy? À dân làng phụ anh em ơi. Rồi Steve làm gì? Ê tôi nhớ dân làng bị đầu hói mà sao Steve nó dùng. Ê là đầu tôi thấy luôn nha bạn. Trời ơi cà rốt nữa chứ biết sợ. Quái thiệt cái chứ. Lần đầu thấy luôn mấy bạn ơi. Gọi gì đây? Trời ơi tôi ghét con ếch nha, tôi ghét con ếch nha. Rất là ghét con ếch luôn nha. Thấy ghê quá nha, thấy ghê quá nha. Rồi làm gì vậy? Ê ê, con ếch nó vừa ăn cái nhà phải không anh em? Đúng đúng. Con ếch nó vừa ăn cái nhà phải không anh em? Đúng. Mình xóa Minecraft luôn đi chứ mình xem tới đây là mình thấy quái lắm rồi anh em ạ. Quá là quái luôn rồi. Gọi gì đây? Heo ăn Steve xong cái hành con ếch luôn trời. Nani? Cái gì mà ghê vậy? À rồi hai đứa này đang xây cái cổng địa ngục mà sao thấy cổng to quá vậy? Xây cổng nhỏ thôi ba. Gì cổng to? Làm gì vậy? Ê, tự nhiên cái con ếch nó ăn vô cái hành cái cổng địa ngục mini là sao vậy? Ủa gì đây? Rồi hai đứa này làm gì vậy? Làm gì vậy? Ủa là sao không hiểu? Từ từ nha, cái này vẫn chưa hiểu nha anh em ơi. Rồi làm gì đây? Ủa là chơi trò quay vòng vậy thôi hả? Sao nó lại nó có thể bay được vậy? Ủa
không bé ơi? Rồi, đang đi mai phải không? Ui, kim cương kìa. Ê, ê, sao nó qua lấy kim cương được hay vậy? Ừ. Ủa, sao thằng Steve nó nằm nữa được hay vậy? Biết thì nào được. Đức thôi là trời. Không hiểu luôn em ơi, gọi hái này làm gì đây? Anh thấy tao đặt cái giường ngay cho mày luôn, Steve, cho mày nủ lên cái lưng con cụ là sao vậy, Steve? Trời ơi là trời, báo quá, Steve ơi, báo quá. Rồi cái gì nữa đây? Lại dũng chiêu rồi nữa, trời ơi là trời, biết rồi, mai gáp nó lạ quá anh em ơi, mai gáp lạ quá anh em ơi, tôi từ bỏ mai gáp, trời ơi là trời. Cái gì đây, Steve với cái cây hả? Trời đất ơi, cái cây biết đi anh em ơi, quậy trướng như vậy. Nó làm gì? Trời ơi, cái này nó còn quậy trướng hơn nữa, thằng Steve nó còn ăn cái cây nữa anh em ơi, trời ơi. Tao không chơi với mày nữa, Steve ơi. Tao không chơi với mày nữa, mày lạ lắm. Tao không chơi với mày nữa rồi, mày định làm gì đó đây, Steve? Định làm gì đó vậy? Cầm cát lên nữa rồi làm gì? Quái thiệt á. Trời đất ơi là trời. Trời đất ơi là trời, tôi bất mãn với hàng Steve này quá à. Đẹp ơi, trời ơi, coi nó kìa. Trời ơi. Mày làm gì vậy Steve? Mày làm gì vậy Steve ơi? Tôi lại mày luôn Steve ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi, trời ơi. Bất ngờ này tới bất ngờ khác anh em ơi. Bất ngờ này vừa nào nữa, mày làm tôi bất ngờ luôn đi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, bất ngờ này tới bất ngờ khác luôn. Trời ơi là trời, thằng quỷ này. Ôi làm như vậy. No! Steve lấy đầu của dân làng anh em ơi. No! Độc ác, đúng là người tàn ác. Trời ơi là trời. Cái đầu của nó dày hòn à. Nó quay qua dân làng nó ngẫm mẹ luôn. Đây nè các bạn nhìn lại đầu này nè. Trời ơi trời, đó lấy đầu dân làng nè. Rồi nó quay qua. Trời, đó quay qua cái dân làng ngẫm luôn. Trời ơi trời ơi, người tàn ác thường sống hẳn thôi Steve ơi. Bỏ tặc ơi con, bỏ tặc nè. Trời ơi, tôi nói rồi, bỏ tặc nè. Rồi đó, ok, rồi rồi. Tạo cổng địa ngục với ông. Đi vô, người sắt đi vô không, có đi vô không? Ôi dồi, người sắt nó vô được. Oh my god, người sắt vô được luôn rồi. Giờ thằng Steve đang bị rượt rồi anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì để cứu thằng Steve đây? Ôi trời ơi, tôi coi thằng Steve đây. Ôi trời ơi, nó nhảy lên con này anh em ơi. Cái đồ, rồi làm gì vậy? Oh my god, rồi để tôi coi coi Steve nó có thể làm gì để chống trời. Mấy con nó mất gì nó bay đâu vậy? Rồi đây coi Steve để coi nó làm gì để có thể vượt qua được mấy cái con người sắt. Oh my god, quỷ lửa, quỷ lửa. Để coi Steve làm gì đây ta. Oh my god mọi người ơi, Steve đánh mấy con. Ê rồi mất gì nó đánh mấy con quỷ lửa xong nó thành con chó vậy? Ai dễ hết cho tôi nghe được cái điều nó bí ẩn, nó kỳ lạ vậy đúng không anh em? Trời đất ơi, nó còn thấy ghê nữa. Trời ơi là trời ơi là trời ơi. Steve ơi là Steve, mày làm gì mà quê quá, dục quá Steve ơi. Mày là bạn tao, mày làm gì vậy Steve? Mình đi làm gì ở đây? Oh my god, người sắt bắt nhau thành cái cầu để chúng mày đánh thằng Steve các bạn ơi. Ủa coi Steve làm gì đây? Oh my god. Woo! Steve chạy kìa. Ai lava quỷ. Cái đồ chạy được lava luôn em ơi. Chạy lên được lava luôn, ghê vậy. Rồi Steve làm gì nữa đây? Tạo cổng địa ngục hả? Ui ui, lần đầu tiên thấy tạo cổng địa ngục mà đi 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 ở dưới luôn anh em ơi. Thiệt, lần đầu tiên trong đời mình thấy vậy luôn. Rồi cái gì nữa đây? Rồi Steve mày làm gì tao bất ngờ nó vậy Steve? Mày làm gì nó vậy trời? Lava hả? À, anh Steve đầy dụ cho mấy con này vô lava để ngủm các bạn ơi. Ui, tuy thằng Steve nó hơi ngu thiệt nhưng mà được cái nó khôn miếng nha. Ừ, nó hơi khôn 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 đựng miếng rồi đó anh em ơi. Ừ, tôi bắt đầu tôi thấy nó khôn đựng miếng rồi đó. Trời ơi là trời. Rồi mày làm gì đây Steve? Ê con ếch đó là đồ giả phải không anh em? Anh em nói tôi nghe đi, con ếch là đồ giả phải không? Mất gì nó đập được hay vậy? Đất ơi, cái gì đâu mà tôi nhớ con ếch là đồ thiệt mà ta. Rồi định làm gì đây? Cho tao bất ngờ gì đây Steve ơi. Khổ ghê, đi sinh tồn với Steve mà thấy tôi bất ngờ thiệt luôn ơi. Nó dùng con ếch bắn kìa. Oh my god, con ếch này làm được gì vậy? Làm được gì không? Oh my god, hố đen vũ trụ. Oh, hai con ếch tạo được hố đen vũ trụ. Chạy đi Steve ơi, chạy đi, chạy đi nè. Oh my god mọi người ơi. Rồi Steve mày làm gì đó vậy? Ôi ơi, tôi đang không biết là đang làm gì nhưng mà hố đen càng ngày càng to ra mọi người ơi. Trời ơi,
kìa. Ôi bắt cầu quá, lẹ lên, lẹ qua, lẹ qua, lẹ lên. Tiếp ơi, qua lẹ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, trời. Thằng này cũng khôn đấy em. Ừ, thằng này cũng khôn là không sao cả. Rồi bây giờ mình làm gì đây sếp? Đừng nói mà chọc Enderman nữa nha. Á đồ, nó lấy được mắt của Enderman luôn em ơi, trời là trời. Mày ác lắm Steve ơi. Mày ác lắm Steve ơi, thiệt luôn á Steve. Mày ác lắm, mày rủ tao đi chơi mà mày vậy á Steve. Trời ơi trời, chưa thấy nào ác như này luôn em ơi. Rồi mày làm gì nữa đây? Bất ngờ gì nữa? Vậy đi chơi với sếp này ảo ma thiệt luôn em ơi. Tầm này rồi chơi Minecraft gì nữa, trời ơi quá ảo luôn rồi em ơi. Rồi đến gồng á, mày chơi người sắt xong rồi về đi ạ. Ôi khôn vậy. Ôi sếp này tài năng thiệt á em ơi, trời ơi. À không, đó là quyền năng. Lươn lẹo quyền năng. Rồi rồi làm gì đây, đến gồng hả? Oh my god, trời ơi tôi cái này không biết đi đến gồng mà nó cứ đòi đến gồng hoài. Rồi làm gì với gồng đây? Rồi mày định làm gì với gồng đây sếp ơi? Trời ơi, tôi có xe con gồng ra nó xuống ngồi nó kìa, dùng con ếch đó kìa anh em ơi. Ê đừng có dùng. Ê sao nó dễ dàng quá vậy, nó nhanh quá anh em ơi. Ừ vậy thôi hả sếp, tưởng mình phải làm cái gì đó nó cầu kỳ nó cầu. Mất dạy con ếch, mất dạy, trời ơi là trời. Oh my god, của ếch to lên kìa anh em ơi. Sếp ơi, trời ơi làm gì đây? Còn sống anh em ạ. À. Ừ vẫn còn sống mấy bạn ơi, vẫn còn sống. Rồi con Enderman bên kia. Đù, chạy cũng được luôn hả? Chưa bao giờ thấy nào mà nó không bình thường như Steve. Nhưng mà được cái nó quyền năng, nó giúp đỡ tôi, nó cho tôi một cái cuộc sinh tồn rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ok mọi người ơi, quá là bất ngờ với thằng Steve này luôn. Nên là chắc là video của mình sẽ được kết thúc từ đây. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ bấm like, subscribe và nhớ bấm nút nhỏ để nhớ vào kênh của tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em nha. Hẹn video mới với mọi người mai nha. Bye bye, bye. All day and all night we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.